Hello anh em đang cần đầu tư một dòng máy hàng laser thế hệ thứ 3, vừa cách, vừa hàng, vừa tẩy, giá siêu đãi trong tháng 8 này, đừng bỏ lỡ video này nhé. Hiện tại máy móc Việt Nam Thủ Đức đang có hai dòng máy hàng laser đều là thế hệ thứ 3, Relink và Zasit, đều là công suất với 1500W anh em nhé. Cùng em tìm hiểu từng con máy như thế nào nhé. Đầu tiên thì sẽ đi vào sâu một tí về dòng máy hàng Relink HLD 1500 nha anh em. Thì dòng này là của hãng Relink, khá là lâu trong thị trường máy hàng laser rồi anh em nhé. Công suất sẽ là 1500W. Máy hàng laser này thì bao gồm thân máy này, đầu cấp dây, và đây là súng hàng laser anh em nhé. Và đây là đầu cấp dây anh em nhé. Thì bên trong thì sẽ sử dụng cuộn dây 15kg. Hai cái lõi này thì anh em có thể thay thế 0.8 này, 1.1.2, tùy vào dây mà anh em cần sử dụng nhé. Đây là tốc độ dây, anh em điều chỉnh thì cũng rất là dễ dàng thôi anh em, tăng hoặc giảm tùy vào mong muốn của anh em nhé. Ở đây là đầy đủ các công nghệ cho anh em và hiển thị thông số nhé, tốc độ quét này, chiều rộng quét, công suất đỉnh, chu kỳ tải, tần số. Đây sẽ là nút bật cho phép laser tia đỏ, chế độ hàng liên tục và chế độ hàng điểm anh em nhé. Công nghệ thì ở đây sẽ có 9 công nghệ cho anh em dễ dàng setup nha. Đây thì em sẽ setup sẵn cho anh em rồi. Tùy vào vật liệu của anh em mà anh em có thể tự điều chỉnh nha. Rất là dễ dàng thôi. Dòng máy hàng laser Relink này thì đã trên thị trường khá là lâu rồi anh em nhé. 1500W đủ để đáp ứng nhu cầu của anh em hay chưa? Và được ứng dụng trong rất nhiều ngành cơ khí hiện tại như hàng sắt, hàng thép, vô tư anh em nhé. Chỉ cần anh em thay dây vào rồi anh em có thể hàng thôi. Hiện tại dòng máy hàng laser này bên em đang giảm 20 triệu, chỉ còn 109 triệu cho anh em nhanh tay vào trong tháng 8 này nha. Đặc biệt dòng máy hàng laser này sử dụng khí argon nhá. Thì một bình thì giá cũng khá là rẻ thôi. Anh em đổi đâu đó tầm 200-300 nghìn là có một cái bình như thế này rồi. Máy hàng laser thế hệ thứ 3 hiện nay thì đang được rất là nhiều anh em ưa chuộng và sử dụng. Đặc biệt là những anh em có những nhà xưởng nhỏ và có công ty cần những đơn hàng lớn và còn phải giao hàng gấp, thì anh em nên những đầu tư những dòng sản phẩm máy hàng như thế này. Thay vì anh em đầu tư 10 con máy hàng tiếp và 10 anh thợ thì anh em có thể đầu tư một dòng máy hàng này thôi. Và chỉ cần một anh thợ mà không cần phải có tay nghề cao thì anh em vẫn có thể hàng được và đáp ứng đủ nhu cầu của anh em đang cần và giao hàng nhanh cho khách hàng. Và khi anh em có máy hàng laser thế hệ thứ 3 công nghệ mới như thế này trong tay thì chắc chắn rằng là rất là nhiều khách hàng sẽ biết đến anh em và sẽ có những đơn hàng lớn và lớn hơn nữa ha. Và bây giờ em sẽ nói rõ và review chi tiết về cái dòng máy hàng laser của Zasit nha. Mã nó sẽ là LS15000F, công suất cũng là 1500W anh em nhé. Bao gồm thân máy này, đầu cấp dây, đây là súng hàng laser anh em nhé, rất là xịn sò. Và dây hàng đây khá là dài và được bọc dây xung quanh là bằng vải anh em nhé, bảo vệ dây khi anh em đang sử dụng. Đằng sau này thì là công tắc CB anh em nhé, có bọc bảo vệ bằng cao su nè. Dưới này là quạt tăng nhiệt rất là lớn giúp anh em hoạt động trong thời gian lâu dài nhé. Đằng sau thì là công tắc bật CB, giờ em sẽ mở phần công tắc này có nhé. Ở đây thì sẽ hiện một số công suất và chiều rộng quét. Cái này là công nghệ em đã lập trình sẵn cho anh em rồi nhé. Đây, tốc độ quét 3300 nè, chiều rộng quét 3 chấm, công suất đỉnh là 350W, chu kỳ tải là 100% nhé, tần số thì 2Hz. Ở đây thì sẽ có 9 công nghệ cho anh em sử dụng nhé. Anh em cần công nghệ nào hoặc là hàng trên vật liệu độ dày ra sao và chiều rộng quét ra sao thì anh em có thể xếp lắm tại trên này nhé. Em sẽ xếp sẵn một số công nghệ cho anh em trước. Để đi sâu vào trong cài đặt công nghệ này thì sẽ có rất là nhiều cách để anh em điều chỉnh nhé. Thì anh em có thể tự điều chỉnh hoặc có kỹ thuật hỗ trợ cho anh em điều chỉnh lại con máy khi mà anh em gặp vấn đề gì nhé. Thì máy hàng laser này sẽ có hai chế độ hàng điểm và hàng liên tục cho anh em nhé. Giờ thì cùng em tìm hiểu về đầu cấp dây nhé. Đây sẽ là đầu cấp dây cho anh em nhé. Hai nút trên này sẽ là hàng liên tục và hàng vẫy cá là hàng xung đó anh em. Có thể tự điều chỉnh nhé.
Hay, nhóm điều chỉnh độ ra dây nhanh hay chậm thì anh em điều chỉnh ở đây thôi. Em đang để là từ 60 đến 65 anh em nhé. Rồi anh em chỉnh xuống, cái này là một trong những lúc điều chỉnh ra dây nhanh hay chậm này. Đây sẽ là một số thời gian trễ và thời gian nghỉ của dây anh em nhé. Này rất là đầy đủ để anh em dễ dàng điều chỉnh luôn, không có gì khó khăn hết. Đây cuộn dây thì anh em có thể sử dụng cuộn dây inox và cuộn dây này nhé. Rồi đây sẽ là có hai cái lỗi anh em sử dụng từ cuộn dây 0.8, 1 chấm đến 1.2 này. Cần gạt cái lỗi này ra thì anh em có thể đổi đầu lỗi thôi, rất là dễ dàng anh em nhé. Đây mấy hạt laser sẽ sử dụng khí hạt gom anh em nhé. Bình khí này sẽ rơi vào tầm 200-300 chỉ đổi một bình thôi anh em, khá là rẻ anh em nhé. Không để thiếu khí này nha. Bây giờ cùng em test mấy mấy hạt laser này nhé. Đặc biệt là sẽ ấn nút để rè chì laser nha. Còn này nút màu đó này thì nút dừng khẩn cấp anh em nhé. Rồi cùng em test máy nha. Quá đẹp luôn ấy. Thay vì anh em đầu tư 10 con máy hàng tích, 10 anh thợ thì anh em có thể đầu tư một con máy hàng như thế này thôi. Cái hàng laser là một anh thợ không cần phải tay nghề cao nhưng mà vẫn có thể hàng ra được đầy đủ năng suất cho anh em, đủ để đáp ứng nhu cầu và có thể giao hàng nhanh cho khách hàng. Anh em nào thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì hãy đến ngay 753 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức để trải nghiệm ngay dòng máy hàng laser này nha anh em nhé. Đang có chương trình rất là ưu đãi trong tháng 8 này cho anh em.